Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Và cái gà zombie nó thành tinh hết trơn rồi. Ban ngày mà nó đội nón rùa xong rồi nó đi tìm mình. Đã vậy nó còn cầm hung khí theo nữa. Láo tét thiệt chứ. Cho nó thành zombie nướng luôn. Rồi, trở lại với công việc ngày hôm nay nào. Ủa, bất giác. Ui, ui răng. Chơi. Ôi no. Có con rắn độc. Ui nó nhỏ quá, mình đánh không trúng được. Oh my god, thiệt. Cái chỗ mình xuất hiện rắn độc và nó cắn chết ngựa của công chúa rồi. Ngựa của công chúa có mặt giáp đàng hoàng đó mà còn bị rắn cắn chết. Ghê thiệt chứ. Tí nữa là nó bem mình luôn rồi. Wow, cái vùng này bắt đầu nguy hiểm hơn rồi đó nha. Mình đã rào hết rồi đó mà sao rắn vẫn chui vô được nha. Rồi, trở lại với công việc ngày hôm nay nè. Bữa nay thì mình sẽ tìm cách để mình có thể bơi được dưới nước. Tại vì trước giờ các bạn cũng biết rồi đó, mình là rồng hang động, thế nên là cái điểm yếu của mình chính là nước nè, cũng như là mưa rồi những thứ liên quan tới băng tuyết đồ nữa. Và để giải quyết được cái vấn đề đó thì bây giờ mình cần phải đi săn những cái con xương đen mới được. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ về cái nhà cũ của mình coi coi mình có được bao nhiêu cái đầu xương đen rồi. Trong cái nhà cũ của mình hình như là còn một hay sao á. Ồ, chính xác. Ở nhà cũ mình còn một cái đầu xương đen nè. Vậy nên là bữa nay mình sẽ cần phải đi săn thêm cỡ hai cái đầu xương đen nữa thì mới đủ số lượng để mình có thể triệu hồi ra Boss Wither và đánh nhau với nó một chập mới được. Hôm nay mình sẽ cần đánh Boss Wither. Ok, giờ thì trở lại địa ngục và tìm những con xương đen thôi. Để xem nhân phẩm bữa nay của mình tới đâu nha. Đây, đầu tiên là cái thanh niên này. Ui, mới vô bị đánh rồi. Oh man. Con xương đen đầu tiên không cho mình cái đầu rồi. Nhưng mà không sao, đây chỉ mới bắt đầu thôi nên là mình nghĩ sẽ sớm thôi. Mình sẽ có được cái đầu xương đen thứ hai cho xem. Ui. Ui, đằng kia mình thấy có con xương đen nó có râu kìa. Ủa, cái râu hay cái mặt nạ vậy? À, hình như là râu. Trời ơi. Ui, con. Ô. Oh. Cái con có râu đó vậy mà nó cho mình cái đầu xương đen nè. Được á nha. Để coi đây còn xương đen nào có râu không. Ôi hết rồi, xương đen này đội áo choàng rồi, đội cái mũ rồi. Ô nữa rồi, mình lại gặp dân chơi xương đen đột biến rồi. Bữa giờ mình đi xuống đây mình không gặp, bữa nay lại tái ngộ rồi. Căng ấy, nhưng mà lần này thì mình đã khác so với lần trước, mình đã trở nên mạnh hơn rồi, nên là mình sẽ tự tin tác chiến với con xương đen đột biến đó một lần nữa. Rồi, tăng giáp thành công. Mình sẽ đề ba trước bằng quả cầu ha. Ủa gì? Ủa nó vừa làm cái gì vậy? Ôi mình tưởng nó xỉu chứ. Ơ cơ. Ồ, hình như nó định cửa vẹt. À, đánh hụt. Xí hụt. Trời, nó cửa vẹt, bữa nay nó cửa vẹt. Trời. Bữa nay là chỉ với vài nhát chém từ cái thanh kiếm bự của mình thôi, mình đã hạ được nó rồi. Ai rồi cũng sẽ khác thôi, chả được thù xưa rồi. À, bây giờ thì mình cần thu gom những cái mảnh từ cái cơ thể của nó mới được. Một xíu có gì mình mang về mình làm giáp, trưng bày cũng đẹp lắm. Mình phải bật cái hitbox lên mới dễ tìm được nè, tại vì nó rất tùm lum ấy. Úi, trên tay mình đang cầm là thanh kiếm của cái con xương đen hồi nãy. Nó cầm tới hai thanh lận nhưng mà mình chỉ mới tìm thấy một thanh thôi. Cái thanh còn lại chắc văng xuống dưới nhung nham hay sao rồi. Ui, zombie Big Man bây giờ dạo vậy, đổ nón kim cương đồ các thứ cơ. Trông xịn phết đấy chứ. Ủa, đây rồi. Vô, mình đã có được cái đầu cuối cùng rồi. Khá là mau luôn. Ơ, phía bên này có một cái cổng điện, tàn tích cổng địa ngục khá là bự này. Nó cho mình rất nhiều vàng luôn. Cơ hội cậy thêm vàng đây rồi, mình sẽ không bỏ lỡ. Ủa sao nhìn này quen nhỉ, giống cái con thuyền chứa vàng lắm. Hình như nó đó. Khai mở tầm nhìn nào. Đúng không? Ồ chính xác nè. Ở đây còn cả đống vàng luôn. Sao mà bỏ được. Mỗi chuyến đi xuống địa ngục của mình đều đầy ắp vàng mang về ấy. Hơi bị thích luôn. Lần này thì nó còn có ba cái rương nữa. Ồ. Và một trong ba cái rương nó cho mình một cái foil netherite luôn kìa. Có hời. Tiếp theo thì mình cần một cái chỗ nó có
Cái kiểu như là các linh hồn. Chỗ này thì không có các linh hồn rồi. Thì ra con gách này chọn cái chết. Quên quên, mình có cái món đồ có sức hút cực mạnh, mình sẽ hút con gách lại gần. Mình sẽ đấm nó không chừa phát nào. Ừ, đã vậy cạnh con gách còn có các linh hồn nữa. Quá đã luôn. Vậy thì mình sẽ lấy cát ở đây để mình triệu hồi liền cái con boss Wither nha. Hợp lý á. Nhưng mà cạnh đây nó có một cái này pháo đài có spawner gas này. Ây da. Chỗ này mình nên cẩn thận nha, tại vì nó đẻ ra rất là nhiều gas luôn. Mình nên đập đi để dễ dàng loot rương hơn. Đông quá lắm. Nè nè nè, có đồ nè. Lụm lẹ rồi còn chạy nữa. Đó 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 đó. Mới chốc lát thôi. Để mình thử phun lửa thôi. Hầu như là lửa của mình nó không xi nhê đối với những cái con quái vật ở dưới địa ngục á. Nên là tốt nhất là nên chuồn đi. Mình chợt nhớ ra là lần trước mình có tìm được một cái đấu trường cực kỳ rộng lớn luôn. Và mình quyết định là mình sẽ triệu hồi con boss Wither ở cái tầng này. Chỗ này khá là thoáng để mình có thể thoải mái chiến đấu với boss Wither nè. Yo. Tới công chuyện nào boss Wither. Và mình sẽ thủ sẵn cái kỹ năng này để mình chủ động tấn công nó trước. Đó. Mình đã cấu rỉa được một ít sát thương. Ui ui. Ow. Ui, nhưng mà nó bắn ghê phết. Ui, nó bay lên trên được luôn à. Wow. Nó bay tít lên trên luôn. Càng ngày nó càng bay cao kìa. Con boss này. Ui. Mình đã bị nó đánh nửa cái máu rồi. Cố lên. Một tí nữa thôi. Ui, lắc lắc lắc. Này thì boss Wither nè. Yes. Mình đã hạ được nó rồi. Ô, con boss này mạnh vậy. Wow, nó đánh mình mất hết 3 phần 4 thanh máu rồi. Ghê thật ấy. Và đánh đổi lại thì nó sẽ rơi ra cho mình một cái trái tim. Với cả là một cái ngôi sao ha. Cũng tốt. Mình sẽ ăn thêm trái tim này để có thêm tuổi nè. Hiện giờ thì mình đã 30 tuổi rồi. Quá tuyệt vời. Thôi, mình đã có được cái ngôi sao này đờ. Thứ rất quan trọng trong ngày hôm nay. Thế nên là chắc mình sẽ đi về thôi. Ây dù, mới về tới nhà thôi đã. Là trời mưa luôn ạ. À. Xui thiệt chứ. Để mình tranh thủ mình vô đây mình trú mưa trước cái đã. Và cái ngôi sao Nether này sẽ giúp mình chế tạo ra được một cái đèn hiệu. Đây. Một cái đèn hiệu thì mình sẽ cần thêm thủy tinh nữa. Coi coi, ôi chết rồi, mình không có thủy tinh. Để mình đi đào cát cái đã. Đây đây, gần nhà có cát luôn. Rồi, có ít cát. Mang về nấu lẹ mới được. Ui da. Đợi một xíu nữa, mình chế tạo xong cái món đồ cần thiết thì mình sẽ không sợ trời mưa nữa đâu. Cố lên, gắng chịu khổ một thời gian ngắn nữa thôi. Thủy tinh thì cũng đã có rồi. Giờ thì mình đã sẵn sàng để làm ra một cái đèn hiệu theo công thức như vậy. Rồi từ cái đèn hiệu này, mình sẽ kết hợp với cái khối chuyển sinh thành rồng của mình có được ngay từ ban đầu. Và hai cái này khi ghép lại với nhau thì sẽ cho mình một cái được gọi là đèn hiệu rồng ha. Cái này rất là quan trọng luôn. Úp, mà khi chế tạo xong thì nó còn trả lại mình cái đèn hiệu nữa nè. Wow, hời vậy. Rồi. Và hồi nãy mình có tìm được một cái phôi netherite ở dưới địa ngục. Giờ mình sẽ dùng nó để kết hợp với cái đèn hiệu rồng này để tạo thành đèn hiệu của rồng lửa. Cái này thì nó sẽ rất là hữu ích đối với một cái giống loài rồng hang động cũng có gốc gác gì đó với rồng lửa ấy. Ôi da. Nhưng mà giờ mình vẫn chưa dùng được. Mình sẽ cần có một cái cây cúp mềm mại nữa để mình có thể lấy lại cái đèn hiệu này. Ôi, ôi. Nên là mình sẽ dầm mưa bay về nhà. Sau khi về nhà thì lấy cây cúp mềm mại của mình ra thôi. Nó đâu ta? Đây, mình có một cây cúp mềm mại nè. Bữa nay đã có dịp thường xuyên dùng tới nó rồi. Mình sẽ đặt cái đèn hiệu này xuống như vậy. Và cái đèn hiệu này mình sẽ dùng nó bằng cách đánh đổi kinh nghiệm. Nhưng mà bù lại mình sẽ có được một cái hiệu ứng khá là tốt luôn. Nó có tên là hiệu ứng Cave Fire. Đồng thời thì nó còn cho mình hiệu ứng Sturdykin nữa. Cái giúp mình tăng giáp ấy. Thời gian của nó cũng khá là dài. Gần 20 phút lận. Và cái hiệu ứng Cave Fire này sẽ giúp mình không bị nhận sát thương từ mưa nè. Hay là nước nữa. Vậy là bây giờ cái việc bơi lội đối với mình nó không còn phải là khó khăn nữa rồi. Wow. Mặc dù lúc trước sợ thiệt á, nhưng mà bây giờ mình có thể đối diện với nó rồi nè. Và để tốt hơn thì chắc mình có thể kết hợp thêm với
cái nón bơi lội. Đây, cái nón mà nhặt được sau khi đánh bại hồn ma của một cái thuyền trưởng cướp biển. Đợi bao. Vậy là sắp tới mình có thể bơi lội ở dưới nước một cách thoải mái luôn rồi. Mà không sợ mất oxy luôn. Đâu, thử nào. Ủa? Ồ, nó vẫn mất mà ta. À, cái này mình phải có nửa cái set đồ thì mình mới có được cái hiệu ứng đó. Nè nè, lần trước mình có cái áo này nè. Phải cái áo này không? Ồ, đúng rồi. Mình được cái thành tựu gì kìa. Three bot suit. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi. Giờ mình đã có được cái nón với lại cái áo. Hình như chung set á. Nên là khi mình lặn xuống, sau một lúc thì mình đang dần cạn oxy. Và coi cái áo có thể bổ sung cho mình oxy không. Ồ, nó bổ sung cho mình oxy thiệt nè. À, vậy là mình bắt buộc phải kết hợp giữa cái nón và cái áo này thì mới có thể có khả năng thở vô hạn ở dưới mặt nước được. Ra là vậy. Hiểu vấn đề. Nhưng mà cái này giờ mình không có cách nào để sửa nó lại hết. Ồ, trừ khi mình có sách sửa chữa thôi. Đây cũng là một cái vấn đề khá là nan giải nè. Mình cũng đang tìm cách giải quyết đây. Ở chuyến khám phá ở cái vùng băng giá thì mình còn giải cứu được ba cái thanh niên dân làng xấu số bị bắt cóc nè. Này chắc có dịp dùng tới ba thanh niên dân làng này rồi đó. Dân làng thì chắc mình sẽ để trong cái hang động rồng của mình đi. Mình sẽ làm ba cái chỗ khác nhau cho ba thanh niên này để chuẩn bị mình dạy nghề mới được. Mục tiêu của mình vẫn là đi tìm cái quyển sách vô hạn nha. Ủa nhanh nhầm. Quyển sách sửa chữa. Đây rồi. Oh my god thiệt. Cuối cùng thì mình cũng tìm ra được một cái dân làng bán sách sửa chữa rồi. Dạ, cái nón, cái áo này có thể sửa lại được rồi ha. Mình sẽ lập tức mua liền một cái quyển sách sửa chữa để ghép vào thôi. Ủa nhưng mà khoan, từ từ. Cái áo này thì mình sẽ xếp sau những cái bộ giáp của mình chứ. Bộ giáp mình đang mạnh mà. Ờ, mình phải ưu tiên hàng đầu là bộ giáp của mình chứ nhờ. Tí nữa thì quên. Mình sẽ cần thêm rất là nhiều sách á. Nên là mình cần phải trở lại cái ngôi nhà ban đầu của mình. Bên đấy còn chứa nhiều sách lắm. Mình chưa có mang hết qua cái hang động ấy. Nè, ba mấy quyển nè. Tha hồ cho mình shopping luôn. Đây, mình sẽ mua cỡ 5 quyển. 3, 4 và quyển thứ 5. Rồi, xong phin. À, còn mấy thanh niên dân làng còn lại thì chắc mình sẽ cho vô đây ở chung với cái bác dân làng này đi. Nãy giờ mình bắt lại để cho đừng có chạy lung tung ấy. Công việc tiếp theo thì nó hơi tốn kinh nghiệm ấy nha. Rất tốn luôn là đằng khác. Đó chính là mình sẽ ghép những quyển sách sửa chữa này vào giáp của mình. Ủa? Rẻ vậy? Có 2 kinh nghiệm thôi. Oh. Vậy là không đắt như mình tưởng. Kiếm rồng băng cúp của mình cũng sẽ được ghép sửa chữa ngay bây giờ. Chốc lát thôi thì toàn bộ đồ của mình đã có sửa chữa rồi. Ủa? Ồ, mình mua thiếu rồi. Thiếu hết một quyển sách sửa chữa. Đây, mình sẽ mua thêm một quyển nữa để mình ghép vô cái áo giúp mình hồi phục oxy này. Đâu rồi ta? Đây. Cũng tốn có 2 kinh nghiệm thôi. Nếu như vậy thì chắc mình sẽ cường hóa thử coi. Ngoài ra nó còn cho mình thêm dòng gì hay không? Bảo vệ 4. Ồ, quá là tốt luôn. Giờ thì có thể ghép sửa chữa vào nó được rồi. Những chuyến khám phá sắp tới thì mình sẽ mang theo 2 cái món đồ này để những cái tình huống nào mà mình cần lặn sâu xuống biển thì mình sẽ lấy nó ra dùng ha. Còn về phần cái đèn hiệu này thì chắc mình sẽ mang theo mọi lúc mọi nơi luôn á. Mình có cúp mềm mại mà. Ơ mà bây giờ trời tối rồi. Thôi, chắc mình phải vào trong để ngủ giấc á. Và bây giờ thì mình cần trời đổ một cơn mưa thiệt là lớn mới được. Bữa nay thì mình đã không còn sợ mưa các thứ đâu rồi. Nên là mình sẽ trở lại cái vùng biển mà có Leviathan màu trắng cũng như là Leviathan màu đen để mình thuần phục ha. Mình đang rất là muốn thuần phục 2 cái người bạn rồng mới đó luôn. Thế nhưng mà điều kiện thời tiết như vậy thì khó lòng mà thuần phục được rồi. Phải mưa rồi có sấm sét thì càng tốt. Đó là thời điểm vàng để mình có thể thuần phục được á. Ở dưới có kỳ lân biển kìa. Mà tiếc quá mình không có bọt mút biển á. Phải có bọt mút biển thì mới thuần phục được cơ. Thôi thì để mình bay lạng vạng khu vực này coi. Biết đâu mình lại gặp thủy cung thì sao. Gặp thủy cung cái mình vô trọng mình lấy bọt mút biển rồi quay lại thuần phục kỳ lân biển luôn là đẹp. Ngoài ra thì lúc mà mình đi ở cái vùng này á, mình nên để ý coi có cái rương ẩn nào không. Mình đánh bại cái hồn ma thuyền trưởng á thì còn rơi ra cái chìa khóa đóng băng này nè. Mình phải tìm những cái rương ẩn đó thì may ra mình mới mở được. Cái này nó ghi là Pillager Shelter.
Nhiều khi là cái này á. Có khi nào trong này nó giấu hương ẩn không? Ê ê quên quên quên, mình chưa có cái hiệu ứng chống lại cái băng tuyết này. Để mình đặt cái đèn hiệu xuống, kích hoạt cái này lên. Rồi, giờ là không sợ nữa rồi đó. Mình sẽ dò tìm thử coi, coi coi bọn chúng giấu cái rương ở đâu. Chỗ này thì hôm qua mình đã khám phá rồi, đốt nó rụi luôn, nhưng mà không có phát hiện cái rương nào hết ấy. Có lẽ là cái rương đó nó sẽ giấu ở một cái nơi khác chẳng hạn. Ở đây nó có cái chỗ đi xuống lòng đất nè. À, chỗ này phát hiện mới nha. Để mình xuống dưới thử. Bắn bắn cái gì? Nướng người luôn. Ui, mình nướng mấy tên ở trên mà ở dưới mình nghe mấy thanh niên kia hự hự rồi cơ. Chắc là cũng bị cháy đó, đúng không? À không, bọn chúng cưỡi vẹt và bị vẹt cho đi vô lòng đất luôn. Ủa dạ, nhưng mà bây giờ mình bự quá, mình không chui vừa rồi. Trời ạ. À, trong này thì đồ đạc nó cho thì cũng không quá xịn lắm, chủ yếu là mình kiếm thêm ngọc lục bảo các thứ. Mình lỡ phun có một ngọn lửa nhỏ thôi mà nó cháy khu này quá trời quá đất rồi. Ồ, ở đây có một căn phòng băng. Wow. À, lần trước mình khám phá cái công trình giống như vậy nhưng mà hình như mình bỏ lỡ căn phòng băng này hay sao á. Ồ, chính xác nè. Một căn phòng nhưng mà lối vào của nó bị đóng băng rồi. Ồ. Ồ, phải đây. Frozen Chest là cái rương này, cái rương bị đóng băng nè. Ý, như vậy thì cái chìa khóa đóng băng này đã tới lúc được dùng rồi. Vô, mình đã làm nó hết đóng băng và bên trong nó cho mình khá là nhiều đồ luôn. Từ một cái bức tranh. À, cái bức tranh này liên quan tới cái con cá ở vùng băng nè. Ok, lượm về. Rồi, một cái gì xoay xoay đây. Echo of the Ship Raya. Đây là một thứ khá là quan trọng giúp mình có thể làm được những cái vũ khí xịn hơn nè. Một thanh kiếm 15 đã sát thương. Trời, xịn ơi. Và thanh kiếm này khi mà đánh mục tiêu xuống còn một máu thì sẽ không có kết liễu cái mục tiêu đó. Có gì luôn. Ngoài ra thì còn có một cái vũ khí được 14 sát thương nè. Wow, đây là thứ có thể giúp mình chế tạo khá là nhiều đồ xịn đó nha. Ok, mình nên lượm về, được 3 cái. Một cái Rune of the Storm. Cái này mình có thể chuột phải vào cái bàn cường hóa để học cái cổ ngữ này hả? Cái này phải có bàn cường hóa mới dùng được. Ok. Ngoài ra thì nó cho mình thêm táo vàng cường hóa đồ các thứ cũng ok. Ở đây đây đây, có rương có đồ nè. Mình tưởng mấy cái rương bịp chứ. Chủ yếu là vàng bạc cho báo các thứ đồ thôi. Tất nhiên rồi, mình sẽ lấy sạch sành xanh về. Ngoài ra thì nó còn cho mình một cái pocket piston này. Cái này thì nó sẽ tăng cái khả năng đẩy lùi của mình lên. Nghe hay vậy. Để xíu mình lên mình đánh thử coi coi kẻ địch có văng ra xa hơn hay không ha. Và thêm cái gì nữa đây? Một cái móc bằng vàng. Tăng cái kinh nghiệm khi mà mình đánh bại quái vật. Đây là thứ mình cần nha. Kiểu như nó sẽ giúp mình cày cấp nhanh hơn. Wow. Một nơi như vậy thôi mà cho mình quá trời đồ tốt luôn. Và mỗi khi nó hiện lên cái dòng thông báo này thì tức là gần đây có xuất hiện một con quái vật hay sao á. Thế nên là bây giờ mình sẽ thử đi tìm kiếm con quái vật đó coi. Ui, cái gì đây? Yêu. Là con này hả? Ây da, ây, ây, ây. Ui da. Mình bị con cá, giống như con cá lồng đèn nó cắn nè. Nhìn thấy ghê quá. Ủa, phải con đó không vậy? Ui ui, chết. Mình quên mặc giáp. Thở dưới nước. Ui, ây, ây, ây. Mặc giáp thở dưới nước nào. Ui. Đây rồi, thở được dưới nước rồi. Nhưng mà tầm nhìn mình hơi hạn chế một xíu nha, nên là cũng chịu khó một xíu. Đây rồi. Cái con mà mình nói khi mà xuất hiện cái thanh thông báo là cái con này nè, chứ không phải cái con Angelfish gì đây. Nhìn nó bự thiệt chứ. Mình muốn coi coi nó là con gì cái đã. Chưa ăn cái. Quá trời quá đất rồi, nó bự. Chu cha mà ơi. Ui, nó kẹp chắc đi luôn á. Con này có tên là Mother of the Maze. Nó cắn mình đâu quá. Mình không đánh nó được. Đây rồi. Nó cũng khá là trâu. Nhưng mà cũng sắp bị mình đánh bại rồi. Nó rơi ra gì nào?
mình thấy có một trái tim nè, rồi xương của nó, với cả là một cái abyssal amethyst. Đây là thứ có thể giúp mình chế tạo được áo giáp cũng như là vũ khí. Wow, giáp của nó thì khá là tốt nha, nhưng mà cái xác suất gặp được nó thì khá là thấp. Nãy giờ mình xào quần mãi mới gặp được nó đấy. Lần này thì có vẻ mình chủ động hơn trong việc gặp nó rồi. Mình sẽ cố gắng farm nó thêm một lần nữa. Ui da. Ui ui, nhưng mà mình đang bị hút xuống cái khe nước này. Ây da. Khó chịu vậy. Cái khối những mắt ma nó hút mình xuống. Mình phải bơi lên trên một xíu để đánh nó. Đổi cái nón này vô chả thấy đường gì hết. Đây rồi. Hai hít nữa. Một hít cuối cùng. Lần này có thêm mấy cái. À, mình có thêm được hai cái amethyst. Cởi cái nón ra coi, thấy đường, thấy xá, nhặt đồ chứ. Đây nè, còn xương của nó nè. Cái này thì khỏi lượm cũng được. Và sau khi có được bốn cái abyssal amethyst này thì bây giờ mình sẽ chế tạo một cái món đồ mình nghĩ sẽ khá là hay ho đây. Ủa dạ. Mà để mình lấy cái ba lô ra cái đã. Mình sẽ cần tới kim cương á, cỡ 4 viên kim cương. Rồi, sau đó đặt theo công thức giống như vậy. Tên tên, mình sẽ được một cái May Rose. Cái này thì nó sẽ giúp mình tấn công theo kiểu giống như là sao ta? Giống boomerang thì cũng không phải, nhưng mà đại khái nó là đấy. Mình có thể triệu hồi ra một cái xoay xung quanh mình giống như vậy nè. Nhìn khá là thích mắt luôn. Đây là một dạng tấn công á. Nên là bây giờ mình sẽ thử tìm mục tiêu để mình test thử. Và khi mình bay thì nó cũng sẽ đi theo mình luôn nè. Khá là hay. Tuyệt vời. Đây đây đây, chẳng hạn như đây có. Đây là sư tử hay sao á? Ồ chính xác, sư tử cái. Mà mình không sợ đâu. Đây, mình sẽ thử coi coi cái đòn tấn công này. Ủa sao không tấn công chúng ta? What the heck? Ui. Tấn công nào? Ủa? Ủa sao nó xây chúng mà không gây được đam ta? Ok. Ồ oh. Này, rõ ràng xây xuyên người của sư tử luôn mà không gây được sát thương. Ảo thật đấy. Trời, làm mình tưởng bở. Cứ ngỡ bữa nay là chế tạo được cái vũ khí mới giúp tăng sức mạnh cho mình rồi. Nhưng mà coi kìa, cái này chỉ chủ yếu là mắc color thôi, chủ yếu là màu thôi. Sợ thật. Ê, hồi nãy mình thấy bóng dáng của một con rồng bên này. À, đây rồi. Mặc dù vũ khí mình mới chế tạo không có mạnh cho lắm, nhưng mà mình thì khác nha, mình thì hơi bị mạnh á. Mình sẽ dùng cái sức hút mãnh liệt của mình. Mình hút con rồng lại để mình đấm nó không chừng phát nào. Lại đây cưng, lại đây, đúng rồi. Đấm nè. Mình sử dụng cái găng tay này, bên đây mình đấm con rồng luôn. Liên hoàn đấm. Ui, nó phun lửa mình. À, chơi đánh không lại rồi phun lửa hả? Này thì chơi ăn gian. Này thì dám phun lửa. Tại mình phun lửa không có sát thương á, chứ mình mà phun lửa có sát thương là mình cũng phun lửa con rồng này rồi đó. Rồi, giờ thì tập trung lấy vảy nào. Để coi con rồng này. Wow, nó cho mình 35 vảy rồng xám luôn. Ô, đằng kia còn có một cái tổ rồng khác hay sao kìa. Rồi, thời mình tới rồi. Ngày để mình cày vảy rồng là đây. À, chính xác nó kìa. Nó đang đi săn con gì á. Để mình phun quả cầu lửa của mình vô nó. Đón nhận đi. Cậu rỉa thành công rồi. Ê, nó đâu rồi? Ui, nó bay nhanh vậy. Ui, con rồng này siêu tốc độ. Ui, nó đang nướng mình cơ. Ui, không đỡ được. Con rồng này bay nhanh quá. Ây, rồi, đánh trúng nó rồi. Mình chỉ cần đánh trúng thôi là xác định nó. Xác định ngươi coi. Mình sẽ dùng thanh kiếm cực bự này để mình đánh nó. Ây. Không được chủ quan nha. Ui. Rồi, xong. Con rồng lần này thì đánh có vẻ hơi khó khăn hơn một xíu, nhưng mà mình vẫn vượt qua được. Để coi được thêm bao nhiêu vảy đây. À, con này thì không nhiều cho lắm. Mình có tổng cộng là 54 vảy rồi. Đã vậy cạnh đây còn có. Ê, này tiên cá giả mạo. Ôi, bây giờ mình là rồng mà mình đâu có dễ bị mê hoặc đâu đúng không? Ui trời ơi, mặc dù là rồng nhưng mà mình vẫn bị mê hoặc nha. Ấy da. Chọn con tim hay là nghe lý trí đây? Ui. Chọn con tim. Ui, nằm nghe lý trí.
Rồi, lý trí đã vượt qua được rồi. Dám dụ gỗ rồng nhà lành hả? Tới số rồi. Mình sẽ qua đây bắt chớn để mình phun quả cầu lửa về phía những cái mụ nàng tiên cá giả mạo đó. Hay, phun hộp rồi. Không phun trúng thì mình sẽ nướng. Này thì mê hoặc rồng nhà lành hả? Nướng luôn. Thiêu rủi luôn. Thiêu rủi nè. Còn dám mê hoặc nữa. Úi, mê hoặc. Vẫn mê hoặc. Này thì vẫn mê hoặc. Này thì cố chấp. Cố chấp lắm nha, mấy mụ nàng tiên cá này. Rồi, mình đã giải quyết xong những cái mụ nàng tiên cá giả mạo cố chấp kia rồi. Tiếp theo chắc là tới cái mụ Medusa dưới này luôn á. Gặp mà không tiêu diệt thì hơi bị uổng. Ủa nhưng mà lớn đó là mình thành thành cái con rồng đá nha. Tại vì mụ Medusa có cái năng lực đó chính là hóa đá ấy. Khá là nguy hiểm. Phải thiệt là cẩn trọng. Rồi dọn đường xuống dưới nào. Ê mụ ta kìa, mụ ta kìa. Mình tới nơi mà mụ ta không có ngó ngàng gì hết. Ôi, mụ ta tới rồi, mụ ta tới rồi. Mình sẽ phun lửa. Ủa sao mụ ta trèo? À, này thì trèo hả? Mình sẽ nướng mụ ta luôn. Nhưng mà phải cẩn thận nha. Tại vì mụ ta vẫn có năng lực hóa đá khi mà nhìn chúng á. Nên là phải cẩn thận. Mụ ta bỏ chạy kìa. Sao mà đỡ được. Ôi ôi, mà mình hết năng lượng rồng à. Mình sẽ chuyển sang đánh đi. Dạ. Một nhát chém của mình thôi, mình đã kết liễu được mụ ta rồi. Sắp tới thanh niên nào mà mình quýnh không lại á, mình sẽ chuyển sang chiến thuật là hóa đá thanh niên đó luôn. Lại thêm một biện pháp chiến đấu mới rồi. Cái này chắc mình sẽ nên cất trong ba lô, dùng trong những tình huống cấp bách. Tình cờ mình lại gặp Amphide ở đây nè. Oh, được quá ta. Để bây giờ mình sẽ thuần phục thêm cái nhóc này, rồi sau đó mình mang về bầu bạn với Amphide nhà mình. Như vậy thì Amphide sẽ không còn FA nữa. Ý kiến hay. Rồi đầu tiên là mình phải đánh cho cái nhóc này yếu máu trước rồi đã. Rồi sau đó thử leo lên vào thuần phục nè. À da, cắn hơi đau á. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Tiếp tục. Ui. Ủa, ở dưới chân mình đang là một loài rồng khác kìa. Rồng kỵ sĩ. Ok, mình đã thuần phục được Amphide này rồi. Chưa, để mình đi xa ra. Để cho cái nhóc đó đừng có tức giận nữa. Vô. Được rồi, đúng không? À, chính xác rồi. Rồi một xíu mình sẽ cho nhóc rồng này gặp bạn đời sao. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chỗ của rồng kỵ sĩ trước cái đã. À, không ngờ đi ngang cái vùng này lại gặp được rồng kỵ sĩ. Ui, các bạn coi cái đôi cánh này kìa. Đẹp lắm luôn. Và rồng kỵ sĩ thì thích ăn nhất là, hình như là ăn ong á. Ăn mấy cái chú ong. Nhưng mà mình thì không có nuôi ong. Căng á nha. Chắc mình phải đi tìm ong mang tới đây để đút cho rồng kỵ sĩ ăn á. Phải đánh dấu chỗ này lại liền mới được. Mà ong thì thường xuất hiện ở vùng đồng bằng là nhiều á. Chỗ mình thì không có. Ở đây còn có con đồng bằng nó nằm ngủ nữa nè. Rồi lượm cục kẹo nó luôn. Vô tình phát hiện thôi. Tới số rồi, đồng bằng tới số rồi. Phun lửa nè. Ngọn lửa của mình bữa nay đã tăng cấp rồi đó nha. Hơi bị mạnh đấy. Mình đang khép góc gồng băng nè. Đuối chưa. Chặt một cái nè. Wow. Bây giờ mình đã mạnh hơn rồi. Hơi thở rồng của mình á. Chỉ tầm vài giây thôi là đã đánh bại được một cái con rồng băng ở giai đoạn 3 rồi đó. Khỏe phết đó chứ. Tuyệt vời, sắp tới chắc mình đã có thể tự tin và đương đầu với những con rồng mạnh hơn được rồi đó. Nhất là những con rồng ngàn năm sống ở dưới lòng đất. Còn bây giờ thì để mình đi tìm ong cái đã, xong mình mang qua đây cho rồng kỵ sĩ ăn mới được. Mình muốn thuần phục cái loài rồng đó. Nếu mình nhớ không lầm á, là gần cái chỗ nơi xuất phát của mình á, có một cái chỗ tổ ong. Lúc mình đi một đoạn là mình gặp nè. Đây rồi. May quá. Vậy thì tốt. Giờ mình sẽ bắt một chú ong. Sorry nha. Tại vì chú ong này sẽ là mồi cho rồng kỵ sĩ ăn á.
Rồi bây giờ mình sẽ bay lại chỗ của rồng kỵ sĩ, mớm cho rồng ăn cái chú ong này. Hy vọng là sẽ thuần phục được ha. Đâu rồi? Ồ đây đây đây, may quá. Rồng vẫn còn ngủ khò khò chỗ này. Ok, giờ thì mình sẽ thả ong ra. Ủa nhưng mà rồng vẫn còn ngủ hả ta? Ok, rồng ngủ thôi, mình cũng đi ngủ đi. Sáng dậy mình thuần phục sao? Ui, ê, ê, có thích khách. Chơi 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 chơi. Đang ngủ thì bắn nguyên cái mũi tên vô đầu mình á. Nguy hiểm vậy. Ok, ngủ lại nào. Đừng có đụng vô nha, rồng tính nóng á, tính nóng vô công cao. Ờ ok, con rồng này ý thức á. Ok, lịch sự á. Nên là mình sẽ tiễn đưa mấy con này nhẹ nhàng thôi. Một hit một. Ôi, ôi, rồng chạy. Đừng mà. Lại đây nào. Tôi cho rồng ăn, ăn ong nè. Đây đây, món yêu thích đây, rồng ơi. Cú cú. Sợ hả? Ôi sao rồng xa lánh mình đó nhờ. Mình chạy theo mà rồng cứ bỏ chạy mình thôi. Ồ như vậy thì rồng không thích ăn ong hả? Còn định bay đi nữa kìa. Ơ kìa, mình đã cất công. Ui con Reaper đâu ra vậy? Trời ơi, nổ chết con ong của mình rồi. Cái gì vậy? Mình sẽ bắt rồng kỵ sĩ lại. Mình sẽ dẫn rồng kỵ sĩ tới chỗ của cái tổ ong luôn. Cho rồng kỵ sĩ ăn nguyên cái tổ ong luôn á. Người ta quý vậy rồi đó mà không chịu làm bạn nữa thì thôi luôn á. Kìa 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 kìa, tổ ong lên kia kìa. Rồi, thả rồng kỵ sĩ ra một cái. Ôi nhưng mà bây giờ mấy chú ong hình như đi lấy mật hết rồi. Ôi hình như cái chỗ này có một chú ong thôi hay sao á. À đây đây, vẫn còn một chú ong khác. Ôi nhưng mà ăn luôn chú ong này là chỗ này tuyệt chủng ong luôn rồi. Đây đây đây, chú ong lại đây. Tôi bảo nè. Trời trời trời, đừng bay mà rồng kỵ sĩ, nè nè, ăn ong đi. Nè, tôi cho ong ăn nè. Rồi rồng chê nữa trời. Bữa nay chê nữa. Chịu đi nào. Chúng ta làm bạn mà. Mang đồ ăn ngon tới rồi nè. Này này này. Nhìn không à. Chỉ ngửi chứ không ăn hả? Ăn đi. Trời ơi, bó tay rồng kỵ sĩ luôn. Đó mình dâng tới tận miệng luôn rồi đó. Bạn bè tốt vậy rồi đó mà còn không chịu nữa thì thôi. Đành phải dùng biện pháp nghiệp vụ thôi. Ok. Cái này là tại rồng không hợp tác á nha, chứ không phải là mình ngược đãi bạn bè gì đâu á. Tại rồng không hợp tác á nha. Rồi, như vậy thì mình cũng thành công mang rồng kỵ sĩ về nhà là được rồi. Wow. Rồng kỵ sĩ cái dáng ngầu thì cơ chứ. Ờ, kiểu dáng quý tộc ấy, còn mình thì kiểu gai góc hơn, chứ không có được quý tộc giống như vậy. Còn về phần của Amphidia thì mình sẽ mang ra đây. Đây, đứng đây đây. Đợi xíu. Bạn đời kế bên nè. Mình sẽ cho em gặp bạn đời. Wow. Thích nha, gặp bạn đời nha. Để mình đi lấy bánh cái đã. Tại vì muốn nhân giống Amphidia lên thì mình cần phải có cái bánh vui. Đây, giờ thì mình sẽ. Ủa đâu rồi? Ui trời 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 trời, bay lên đây rồi. Nhanh vậy. Rồi, ngồi xuống giùm cái. Đây. Cho ăn. Cho ăn. Rồi, đứng dậy đi. Rồi, có nên viên chưa? Tuyệt vời. Đã sinh ra lứa con đầu tiên rồi kìa. Wow. Nhanh thật sự. Ủa nhưng mà lứa con của hai người bạn này là sẽ không có thuần phục mình hả? Mình phải tem lại nữa hay sao á? Thì để mình dắt qua đây. Dắt qua đây cho làm bạn với rồng kỵ sĩ. Ủa đâu rồi? Ủa lộn, dắt lộn chỗ, dắt lộn chỗ. Qua đây, qua đây, qua đây. Làm bạn với rồng kỵ sĩ đây. Ủa gì đây? Ủa? Ủa cái gì đây? Trời ơi, dắt bạn về nhà xong rồi bạn xử công chúa của mình luôn rồi. Thánh thần thiên địa hội ơi. Đối xử với bạn hết mình rồi bạn đối xử lại tôi hết hồn luôn. Giờ công chúa mình còn đúng cái cành hoa này thôi. Mặc dù đây không phải là công chúa chính thức nhưng mà ít ra thì cũng ở nhà mới của mình một thời gian rồi. Bạn hư lắm luôn á, bạn bị phạt. Rồi đứng ở đây canh cửa rồi ăn năn hối cải đi nha. Gì đâu mà kỳ cục à. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức dắt rồng kỵ sĩ về nhà rồi. Thế nhưng mà mình dâng chú ong lên cho rồng kỵ sĩ ăn thì rồng kỵ sĩ không chịu.
Ồ, bữa nay bà đặt chê ông nữa, nhưng mà mình sẽ từ từ dụ dỗ rồng kỵ sĩ ăn rồi kết bạn với rồng kỵ sĩ ha. Bên cạnh đó thì bữa nay mình còn tìm tòi và làm ra được một vũ khí mới sau chuyến khám phá ở vùng băng giá. Đó là một cái giống như là cái vòng quay gì nè, nó cứ xoay như vậy và bảo vệ mình thôi, nhưng mà mình chưa thấy nó tấn công gây sát thương được á. Nhưng mà không sao, cái này nó cũng sẽ giúp mình trông ngầu hơn á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình trở thành chú rồng mạnh nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.